Những năm qua, ngành giáo dục đã mở nhiều lớp tập bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Điều đáng mừng là cùng với những nguồn lực của nhà nước, nhiều tổ chức, dự án cũng đã chung tay xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vùng khó khăn tập luyện, nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Quảng Điền. Quảng Điền là địa phương có số diện tích mặt nước ao hồ và đầm phá lớn trên địa bàn tỉnh. Thêm một bể bơi đảm bảo an toàn cho trẻ em không chỉ là nguyện vọng của nhà trường mà còn là của các bậc phụ huynh và người dân nơi đây, nhằm giúp cho con em mình có thêm nhiều kỹ năng bảo vệ, ứng phó, phòng tránh đuối nước. Ở phá Tam Giang chúng ta đây là ở dưới nước cũng có rất nhiều rủi ro nguy hiểm, ví dụ như là mạnh vỡ chai và thủy triều lên xuống bất ngờ khiến chúng ta không lường trước được. Và em ước có một nơi bơi thật an toàn. Một bể bơi khác đưa vào hoạt động tại trường tiểu học Quảng Thái vào cuối năm 2022 với tổng kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng do Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai vận động tài trợ. Từ khi bể bơi này đi vào sử dụng, số tiết học bơi của các em đã được tăng lên từ 1 buổi một tháng lên 4 buổi một tháng. Việc được học bơi nhiều không chỉ giúp các em nắm bắt kỹ thuật, kỹ năng bơi nhanh mà còn biết được cách học bơi an toàn. Khi có bể bơi này, con biết bơi và con tự tin trong việc trong khi có lũ lụt và con sẽ giúp các bạn tránh bị tai nạn đuối nước. 15 năm qua, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai đã huy động hơn 530 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, cá nhân và tổ chức để thực hiện hàng nghìn dự án nâng cao nhận thức phòng chống ứng phó thiên tai và nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Đây chính là cầu nối hiệu quả giữa các cá nhân, tổ chức và người dân, giúp người dân thay đổi biện pháp ứng phó thiên tai theo hướng tích cực, nhanh chóng và chủ động phòng tránh, trong đó có phòng chống đuối nước trẻ em. Để người dân nâng cao cái năng lực phòng tránh thiên tai cũng như giúp người dân có điều kiện cảnh báo sớm về thiên tai để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó, quỹ hỗ trợ cho riêng cho tỉnh Thừa Thiên Huế là 20 tỷ đồng. Tất cả những cái đó thì là quỹ đã triển khai thực hiện và được sự đồng tình ủng hộ của các nhà tài trợ cũng như sự hưởng ứng phối hợp thực hiện triển khai thực tốt của các cái địa phương hưởng lợi. Mùa hè, thời tiết nóng bức, rất nhiều người thích thú bơi lội, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn xảy ra những tai nạn đuối nước thương tâm. Đào tạo kỹ năng cho trẻ biết bơi, phòng tránh đuối nước là việc làm hết sức cần thiết. Việc đào tạo kỹ năng bơi cho trẻ không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất và phòng tránh tai nạn đuối nước trong những ngày hè, là việc làm hết sức cần thiết và cần sự chung tay của xã hội. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân về phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em trong những ngày hè.